Dạ vâng, cho em mời cô chú này bước lên sân khấu để mời anh chị mời anh em bước lên sân khấu đi ạ. Always say what the build will be and we'll all suffer your own end. One, two, three, we blow on the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Dạ vâng, và sau đây là lễ phút quan trọng, lễ phút thiêng liêng cho cô thầy hôm nay. Để mời thầy nói cầu nguyện cho những con đẹp nhất như mình và cô khỏi đến đi ạ. Một, hai, ba, happy birthday. Ngày hôm nay ta cùng họp quán nơi đây. Thủy gửi cho chị tất cả mọi người hôm nay ạ.
cây rừng quả đất cho tất cả mọi người hôm nay. Nhân dân ta thường bảo là anh em mình là một gia đình, một gia đình mà phải nhiệt tình, phải nhiệt tình là mình muốn thân mình, muốn thân mình là mình nghĩ tầm sinh. Thì có lẽ em có lần từ lần từ bếp tắt em bây giờ điều này chúng ta đông vui như thế thì con trong đây là con trở về. Quẩy hết sức bắn bắn ép dù bố thế này trong tinh thần của anh chị em ngày hôm nay ạ. Và tất cả mọi người đã gửi lời cảm ơn rất nhiều, vị đã gửi là món quà tinh thần cho anh chị và tất cả mọi người hôm nay. Tất cả mọi người hãy cho chị em chị hãy phong kéo tay ạ. Dạ pháo tay mọi người. Dạ vâng, để không làm công mất không khí thời gian quý báu của anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, cao kể hôm nay xin nhờ nhường lại sân khấu cho mình đã. Xin chúc cho thầy mỗi tình cảm vui vẻ và trang đầy hạnh phúc. Cảm ơn các bạn mọi người, hẹn gặp lại.